Kính thưa các bạn, chiều hôm nay vào lúc 17:30, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski đại diện Tòa Thánh đã đến thăm giáo phận Long Xuyên. Tại nhà thờ chính Tòa Long Xuyên, Đức Giám mục Giuse Trần Văn Toản và cha Tổng đại diện Louis Gonzaga Quỳnh Phước Lâm cùng quý cha trong giáo phận đã chào đón Ngài, và sau đó Ngài cùng với Linh Mục Đoàn dâng thánh lễ cùng với tất cả bà con giáo dân cầu nguyện cho giáo phận. Kính thưa mời anh chị em, để chuẩn bị thánh lễ, con có một điều xin được nhắc. Chúng con đã chuẩn bị tất cả ban truyền thông của giáo phận chụp hình và quay camera trong thánh lễ. Vì thánh lễ hôm nay rất trang trọng, con xin ai có điện thoại di động và chụp hình, đừng có dơ lên để chụp hình nhiều quá, chú ý. Chúng ta dừng thánh lễ hôm nay để cầu nguyện cho tất cả linh đoàn được hiệp nhất và thánh thiêng. Hôm nay cũng có Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski nhận được Tòa Thánh, nên là chúng ta tham dự thánh lễ cách trang nghiêm. Và nhất là không nên sơ máy ảnh lên hoặc điện thoại lên chụp, nó không có hình ảnh đẹp. Chúng ta tham dự thánh lễ không phải là để sơ máy ảnh lên để chụp nhé. Mà ở trên này chúng con đã ban phổ thông đã lo hết rồi. Ai không có bổn phận thì đừng đi đứng ngang đi tận lại thành những cái hạt chụp hình. Con thấy thì con sẽ mời xuống tất cả cho con. Cảm ơn đồng đội.